Nhưng mà khi mà hỏi rằng là có ai là có ai tên Tuyết không thì không thấy ai giơ tay cả. Bây giờ tôi hỏi lại một câu. Ở đây có quý vị nào là quê hương Bình Định, Quy Nhơn hay không thì xin giơ tay lên. Anh đừng có giơ tay nữa, tôi thấy lúc nào anh cũng giơ tay hết. Có quý vị nào là Quy Nhơn, Bình Định không ạ? Lý do tại sao mà tôi hỏi như vậy là bởi vì khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta thường nghe một cái câu mà tôi nghĩ là câu đó bây giờ thì ai cũng nhớ hết. Tức là ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định múa roi đánh quyền. Ủa, anh Khanh, em xin hỏi lại câu đó. Ủa chứ hồi bữa em có nghe người ta nói là ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định lấy roi đánh chồng chứ? Tôi khi mà mình đồng ý là mình làm MC với nhau thì là chị có hứa với tôi một điều là Tân Huệ bảo rằng là không kể chuyện ở nhà của anh Khanh ra cho mọi người nghe. Bây giờ thì tự nhiên các chị lại kể ra ở đây. Không, tại vì thấy anh Khanh vui quá phỏng quý vị mà anh Khanh cứ hỏi cho nên là Tân Huệ cũng phải hỏi lại anh Khanh một câu. Thành ra là khi mà chúng ta nhìn thấy nhá là chúng ta thấy Bình Định. Khi mà nói đến Bình Định là nói đến phụ nữ đánh roi vân vân và vân vân, không phải đánh chồng đâu. Nhưng mà riêng với lại những người thanh niên Việt Nam thì tôi là một trong những người mà tôi có thể làm nhân chứng của chuyện đó. Tất cả anh em chúng tôi lớn lên, chúng tôi đều có một cái ước mơ. Ước mơ đó là ước mơ làm người Quang Trung. Không biết là các anh có đồng ý hay không ạ? Hơn 200 năm về trước, Nguyễn Huệ, anh hùng áo vải, đã chiêu mộ quân sĩ, kêu gọi hào kiệt sĩ phu cùng toàn dân đứng lên chống giặc Tàu xâm lăng. Ngài đã nêu cao được ngọn cờ chính nghĩa, thâu phục được nhân tâm, cùng toàn dân đứng lên chống lại quân xâm lăng và tiêu diệt bọn quan tham tàn. Ý nước vận trời, Ngài đã xua quân ra Bắc Hà, đánh 200.000 quân Thanh tan tác, kẻ thì bị giết, người thì bỏ chạy, kẻ thì bỏ trốn, và đã tiêu diệt được quân Thanh, đem lại thái bình cho dân tộc. Khi chúng ta nói đến anh hùng giữ nước, chúng ta không thể quên Quang Trung Đại Đế, niềm tự hào của dân tộc. Và niềm tự hào đó, thưa quý vị và quý anh chị, chúng tôi xin được giới thiệu đến tiết mục kế tiếp của chương trình Phong Châu Mở Hội chiều ngày hôm nay, Quang Trung Đại Đế Ca. Đây là cái chương trình, đây là một trong tiết mục rất là đặc biệt. Trước hết là được dựng theo võ Bình Định và thứ nhì là theo võ nhạc của Tây Sơn. Và cũng xin phép được thưa là trong cái tiết mục kế tiếp này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chiêu mộ và thao duyệt quân sĩ. Giai đoạn thứ nhì là hãm thành, tức là tấn công, chiến đấu lại quân nhà Thanh. Và giai đoạn thứ ba là khải hoàn ca. Không làm mất thời giờ của quý vị và quý anh chị, chúng tôi xin được giới thiệu Quang Trung Đại Đế Ca với diễn ngâm Trần Lãng Minh, Vũ đoàn Tây Sơn, Võ đoàn Việt Cầm và Lý Hải. Xin mời quý vị thưởng thức. Đón anh hùng lấp bề.
trượng phu hề, chân đạp đất na, ngửa mặt lên trời hè, hớp sau đầu sau ngưu. Trịnh Nguyễn hung tàn, Lê khiếp nhược, đại nghĩa trời ta cứu nguy. Tiến quân đi hề chống thần vang động, non Tây hề vời vợi nét uy. Côn Giang một dải xanh hy vọng, áo vải anh hùng thay chiến y. Quy Nhơn trước nhỏ đã phật với cờ đào tiến phú xuân. Hồng quân hoài khí soi rồng rồng, nhân dân đã toan rút kiếm bất bình, dẹp bầy lang sói dân tình, an thế chiến quốc, thế xuân thu, nhà Lê cầu thanh là lẽ tất. Rước voi về dây mà tổ tiên, ra tay sấm sét uy linh cho 20 vạn quân thanh
tới bời. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho chúng không có đường về, đánh cho chúng không còn manh giáp, đánh cho sử ngàn đời khi nước Nam có Chúa. Hẹn nhau núi Tam Điệp, bất thần đánh địch quân, lời ta như sắt thép. Đây Hà Hồi, đây Ngọc Hồi, giặc thù tan vỡ, quân ta gieo như trời long đất lở, lũ quân Thanh không trở kịp tay. Hứa Thế Hành tan xác, Sâm Nghi Đống treo thây. Áo bào thuốc súng nhuộm đầy, hiên ngang dục tượng ở đây kinh tiếng trống trận cũng vừa chấm dứt. Này ba quân ăn Tết Thăng Long, riêng một chút lòng. Cành đào xin gửi Ngọc Hân đang bút son ta thảo văn thơ.
quả đầu xuân thương tặng khanh yêu. Hoa đào một nhánh mỹ miều hằng hằng thuộc súng thăm điều tộc tờ. Chẳng phân.